mình rất ấn tượng khi làm việc HBR, đó chính là ở văn hóa doanh nghiệp. Khi mà rất nhiều những công ty thì họ không có định hình cái văn hóa rõ ràng, nhưng mà HBR ấy, thì luôn định hình đấy là văn hóa học tập không ngừng và liên tục đổi mới. Điều này sẽ khiến cho rất nhiều bạn cảm thấy là mình sẽ cần phải phát triển hơn nhiều. Và mình tuy rằng cũng có hơi áp lực khi mà liên tục là phải học hỏi, cũng như là liên tục phải nghĩ ra những ý tưởng. Tuy nhiên mình nghĩ rằng điều này là vô cùng tốt, và điều này sẽ khiến là chính bản thân mình cũng sẽ phát triển hơn. Điều mà mình cảm thấy ấn tượng nhất khi làm việc tại HBR đó chính là cái văn hóa học hỏi ở HBR. Tất cả những cái gì mà mình có thể học được là từ đồng nghiệp này, từ những cái buổi học được tổ chức bởi công ty, thì đấy là điều mình cảm thấy rất là thích thú và ấn tượng nhất khi làm việc tại đây. Ý đầu tiên đó chính là cái kiến thức. Nhờ vào những cái giá trị cốt lõi về học tập phát triển không ngừng đó, thì những kiến thức cho mình về quản trị doanh nghiệp nói chung và các lĩnh vực, về đặc biệt là lĩnh vực mình đang làm chính, chính là về marketing, nó cả được thêm nhiều kiến thức mới và được cập nhật hơn. Điều đầu tiên đó chính là về cái kỹ năng lập kế hoạch, bởi vì trước đây thì mình rất là yếu trong cái việc đấy là làm nào để có thể lập cái kế hoạch kinh doanh rõ ràng. Thì ở đây thì mình đã được hướng dẫn rất là chi tiết làm thế nào để có thể lập một vài báo cáo doanh thu này, hay là lấy lên cái kế hoạch marketing rất là bài bản, và thực sự mình rất cảm ơn điều này công ty. Ở thời điểm hiện tại thì chắc là mình muốn gửi lời cảm ơn tới hai người. Thứ nhất là sếp của mình, đó là Đạt. Đạt đã cho mình rất là nhiều những cái cảm nhận mới tại môi trường của HBR, và mình rất muốn gắn bó nhiều hơn nữa tại một môi trường làm việc thân thiện như thế này. Thứ hai đó là mình muốn cảm ơn những người đồng nghiệp của mình, cảm ơn họ đã cho mình rất là nhiều những cái tình cảm, cũng như là sự chăm sóc, như là cho mình sự gắn bó tại HBR. Mình nghĩ là mình lại muốn là gửi lại cảm ơn đến đội nhóm của mình, bởi vì tất cả mọi người đã cùng làm việc với nhau, cùng support mình. Không chỉ là mình support các bạn mà các bạn còn support lại mình nữa, thì với vai trò một người quản lý thì mình nghĩ là lời cảm ơn của mình trước hết là đến đội nhóm của mình. Mình muốn cảm ơn tới một số người, đó là chắc là đầu tiên là anh Dũng, khi mà anh thì là người đã đưa ra cái tầm nhìn chiến lược để cho mình có thể follow và mình có thể biết được rằng mình sẽ cần phải làm gì. Mình cũng rất muốn cảm ơn chị Tống Quyên là giám đốc điều hành của My Master, khi mà chị là người đã hướng dẫn trực tiếp cũng như là hướng dẫn mình, khi có rất nhiều cái mình không biết thì chị luôn là người sẵn sàng có mặt đúng lúc đúng chỗ và chỉ cho mình biết là mình cần làm gì. Và cũng cảm ơn rất nhiều bạn nhân viên, các bạn Tây Quan như bạn Mai, bạn Hiên thì luôn luôn là làm tốt hoàn thành công việc của mình. Và cảm ơn những cái bạn trong đội content cũng là đội nhân sự đã luôn hỗ trợ và giúp mình hoàn thành việc tốt hơn. Mình hy vọng là mọi người sẽ có một quãng thời gian làm việc thật là vui vẻ và đạt được nhiều kết quả tốt trong thời gian sắp tới. Trong thời gian tới thì mình hy vọng rằng là công ty sẽ có những nhiều những hoạt động về team building hơn, gắn kết nhân sự hơn và tạo ra một cái môi trường làm việc sự tuyệt vời cho nhân sự.